Trong cuộc họp nội các mới đây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, trong chiến dịch lời hứa đích thực hai, hệ thống phòng không vòm sắt nổi tiếng của Israel đã không thể đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo nào của Iran. Ông Pezeshkian cho biết, cuộc tập kích một lần nữa chứng minh hệ thống vòm sắt của Israel mong manh hơn thủy tinh. Ông Pezeshkian khẳng định, Iran không muốn nhưng cũng không sợ xung đột. Cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh tay bất cứ sai lầm mới nào của Israel. Ông Pezeshkian nói, chiến dịch trả đũa mới nhất chứng minh Iran sẽ không bao giờ coi nhẹ danh dự và tự hào quốc gia. Cách đây không lâu, theo tờ Jerusalem Post, trong thập kỷ qua, hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt là vòm sắt, đã cung cấp cho Israel thời gian và sự bảo vệ để không phải vội vã tham gia vào các cuộc chiến ở Gaza. Nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi Hamas thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới, dễ dàng phá vỡ hệ thống phòng thủ công nghệ cao của Israel. Kể từ đó, Israel vẫn tiếp tục dựa vào phòng không để bảo vệ mình khỏi đạn pháo được bắn từ Gaza, Hezbollah và các lực lượng thân Iran khác ở Yemen, Syria và Iraq. Trong mỗi trường hợp, quyết định dựa vào chiến lược phòng thủ, cụ thể là dựa vào hệ thống phòng không vòm sắt, đã làm giảm khả năng răn đe của Israel. Ví dụ ở phía Bắc, Israel hay di tản người dân khỏi biên giới hơn là đối đầu với Hezbollah. Israel trước đây cũng hiểu rằng, để đối phương bao vây mình bằng các hệ thống vũ khí tiên tiến sẽ gây nguy hiểm cho đất nước. Đây là lý do tại sao Israel luôn tìm cách mua các loại vũ khí tiên tiến mới, có khả năng thay đổi cục diện chiến trường và từ chối cung cấp các loại vũ khí tương tự ra bên ngoài. Tuy nhiên, ngay cả trong những cuộc xung đột trước đó, chẳng hạn như các cuộc xung đột ở Gaza năm 2018 và 2021, hay các cuộc giao tranh diễn ra trong thời gian ngắn, sống dưới làn đạn rocket liên miên và di tàn khỏi biên giới không phải là học thuyết thành công. Các nhà lãnh đạo Israel trước đây cho rằng điều này có thể dẫn đến thảm họa. Israel là một quốc gia nhỏ và những cuộc xung đột bất tận chống lại Hamas, Hezbollah và những lực lượng thân Iran khác không phải là công thức cho những thành công của Israel. Tóm lại, Israel sẽ cần phải xem xét lại chiến lược phụ thuộc vào phòng không. Các biện pháp phòng thủ đã chuyển từ kéo dài thời gian sang làm sói mòn khả năng răn đe của Israel và ngăn cản Tel Aviv đưa ra những quy định cần thiết để bảo vệ đất nước. Theo giới chức và truyền thông Iran đưa tin, vụ không kích tên lửa của nước này nhằm vào Israel vừa qua đã phá hủy nhiều máy bay chiến đấu của Tel Aviv, trong đó có số lượng lớn tiêm kích hiện đại F-35. Cụ thể, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC khẳng định, 90% tên lửa đánh trúng đích, nhưng không nêu chi tiết thiệt hại của đối phương. Trong khi đó, một số hãng tin Iran cho rằng 20 tiêm kích F-35 của Israel tại căn cứ Nevatim đã bị phá hủy. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng khẳng định tên lửa siêu vật âm Fata-2 của Iran đã phá hủy hệ thống radar phòng thủ loại R-2 và R-3 của Israel. Tờ Thời báo Israel sau đó cũng dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận vài tên lửa đã rơi vào bên trong một số căn cứ không quân của quốc gia này, tuy nhiên không gây ra thiệt hại đáng kể. Cơ sở hạ tầng và năng lực tấn công của các căn cứ không quân Israel không bị hư hại gì. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết và nhấn mạnh tất cả các máy bay chiến đấu của Israel đều an toàn. Tuy nhiên, cơ quan y tế Israel xác nhận một dân thường thiệt mạng, hai người bị thương nhẹ do mảnh vỡ của tên lửa. Quân đội Israel cũng cho hay các máy bay quân sự của nước này đã hoạt động ngay sau vụ tập kích của Iran. Một nhóm tiêm kích được triển khai để tấn công mục tiêu Hezbollah ở Beirut, Liban và tập kích mục tiêu Hamas ở dài Gaza. Theo truyền thông khu vực, Nevatim là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Israel và là nơi đóng quân của ba phi đoàn tiêm kích tàng hình F-35I. Còn sân bay Tenoch là nơi tập kết hai phi đoàn chiến đấu cơ F-15C, D và một đơn vị máy bay không người lái UAV trinh sát. Israel hiện tại vẫn chưa lên tiếng rõ ràng về các thông tin trên. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran là một sai lầm lớn và tuyên bố rằng Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả. Người đứng đầu Tel Aviv tuyên bố đành thép sau vụ không kích. Iran đã phạm một sai lầm lớn ngày hôm nay và sẽ phải trả giá. Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm đáp trả đối phương của chúng tôi. Theo hãng tin TASS của Nga, ông Vasily Nebenzia, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, nói rằng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cần phản ứng trước động thái khiếm nhã của Israel khi tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là nhân vật không được hoan nghênh ở Israel. Ông Vasily Nebenzia phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông. Việc Israel tuyên bố Tổng thư ký Liên hợp quốc là nhân vật không được hoan nghênh, đánh dấu một quyết định chưa từng có và là hành động khiếm nhã cao nhất. Đây là một cái tát vào mặt không chỉ Liên hợp quốc mà còn tất cả chúng ta. Chúng tôi kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an và các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phản ứng trước hành động quá đáng này. Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho rằng, động thái của Israel đã loại bỏ vai trò điều tiết của Liên hợp quốc trong cuộc xung đột. Ông nói Chúng ta thấy quan điểm của Israel rằng Israel không cho phép bất kỳ vai trò nào của Liên Hợp Quốc. Thực tế, tình hình trong khu vực đang cực kỳ căng thẳng. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người kiềm chế. Mỹ cũng đồng ý với quan điểm của Nga về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, đã chỉ trích tuyên bố của Israel trong cuộc họp báo hàng ngày, nói rằng những bước đi như vậy không mang tính xây dựng hoặc không có ích cho vị thế của Israel trên thế giới. Ông Miller nói: "Liên Hợp Quốc đang làm công việc vô cùng quan trọng ở Gaza." Họ cũng thực hiện công việc rất quan trọng trong khu vực và Liên Hợp Quốc khi hoạt động tốt nhất có thể đóng vai trò quan trọng cho an ninh và ổn định. Trước đó vào ngày 2 tháng 10, Ngoại trưởng Israel là ông Israel Kast đã viết trên mạng xã hội X Tôi quyết định tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là một nhân vật không được hoan nghênh tại Israel và cấm ông nhập cảnh vào Israel. Giải thích cho tuyên bố này, ông Kast nói rằng ông Guterres đã không lên án rõ ràng vụ Iran tấn công Israel ngày 1 tháng 10 và do đó ông không xứng đáng đặt chân lên đất Israel. Ông Kass nói Israel sẽ tiếp tục bảo vệ công dân của mình và giữ vững vị thế và danh dự quốc gia, dù có hay không có ông Antonio Guterres. Ông Kass cũng cáo buộc ông Guterres có thành kiến chống Israel và tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chưa bao giờ lên án các cuộc tấn công của Hamas và bạo lực tình dục do các tay súng của Hamas thực hiện. Israel từng cáo buộc các nhân viên của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, Ura, là thành viên của Hamas và tham gia vào các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, đồng thời đã hạn chế hoạt động của họ. Ngày 1 tháng 10, ông Guterres đã đưa ra một tuyên bố ngắn, trong đó lên án tình hình xung đột Trung Đông lan rộng và kêu gọi ngừng bắn, nhưng không đề cập trực tiếp đến việc Iran nã tên lửa vào Israel. Theo hãng tin AP, việc cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhập cảnh với Israel đánh dấu một bước căng thẳng lớn trong cuộc tranh cãi kéo dài giữa Israel và ông Guterres. Ông Guterres cũng từng cáo buộc Israel thực hiện trừng phạt tập thể đối với người Palestine trong cuộc chiến ở giải Gaza. Nói rằng ông chưa từng thấy nhiều cái chết và sự hủy diệt như vậy trong suốt 7 năm làm Tổng thư ký. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Uzarik khẳng định rằng trong 24 năm làm việc tại Liên Hợp Quốc, đã có những nhân viên Liên Hợp Quốc bị một quốc gia tuyên bố là không được hoan nghênh. Nhưng ông chưa thấy trường hợp nào xảy ra với tổng thư ký. Ông nhấn mạnh rằng Liên hợp quốc chưa bao giờ công nhận áp dụng khái niệm này đối với nhân viên của Liên hợp quốc. Trong một bài phát biểu với báo giới mới đây, tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác khả năng Israel tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm tới các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo tổng thống Biden, lãnh đạo các nước G7 đều nhất trí rằng Israel có quyền đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, các quan chức chính quyền của ông đã liên lạc với phía Israel sau cuộc tấn công của Iran hôm 1 tháng 10 nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Tổng thống Biden cũng cho biết, ông hy vọng sẽ sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi hành động của Iran là một sự leo thang đáng kể, mặc dù cuộc tấn công đã bị đánh bại và không hiệu quả. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Iran được thực hiện sau gần một năm diễn ra xung đột giữa Hezbollah và các lực lượng Israel dọc biên giới giữa Israel và Liban. Cuộc xung đột này diễn ra song song với cuộc xung đột ở Gaza và đã khiến Hezbollah suy yếu sau khi Israel phá hủy hầu hết các cơ sở chỉ huy của nhóm này trong tháng qua. Trong một diễn biến liên quan, theo Axios của Mỹ, quan chức Israel đang cân nhắc cuộc trả đũa đáng kể đối với Iran trong vài ngày tới. Có thể họ sẽ nhắm vào cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và nhiều địa điểm chiến lược khác. Quan chức Israel được cho là đang tham vấn với Mỹ về cách thức phản ứng quân sự. Điều này có thể đẩy Trung Đông đến gần bờ vực của một cuộc xung đột khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh để thảo luận về phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công. Theo Axios, quan chức Israel nhất trí về nguyên tắc tiến hành trả đũa, nhưng cần phải tham vấn quan chức Mỹ về kế hoạch hợp tác phòng thủ từ Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Sencom cũng như nguồn cung cấp đạn dược và hỗ trợ hoạt động khác. Ông Netanyahu tuyên bố, Iran đã phạm sai lầm lớn và họ phải trả giá. Đồng thời, Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa đối, đối phương của chúng ta. Họ sẽ hiểu. Các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ cuộc tấn công và hoạt động sản xuất dầu của Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đến từ Nam Carolina cho hay, ông sẽ thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phối hợp phản ứng áp đảo Israel bắt đầu từ khả năng lọc dầu của iran trong một tuyên bố khác ông graham tiết lộ thêm nhà máy lọc dầu của iran nên là mục tiêu để đánh mạnh